Thưa quý vị, các nhà khí tượng học của nước Mỹ cảnh báo bão Hilary đã suy yếu khi mà tiến vào bờ biển Mexico và bang California, nhưng mà vẫn có thể gây ra tình trạng lũ lụt đe dọa tới tính mạng của người dân. Ngay lúc này thì chính quyền và người dân tại Mỹ cùng với Mexico đang huy động mọi nguồn lực để có thể chuẩn bị đối phó với bão Hilary. Tại Mexico, các nhà chức trách ở thành phố Tijuana, bang Baja California đã kêu gọi người dân ở các khu vực có nguy cơ cao chuyển đến nơi trú ẩn tạm thời. Đêm ngày 19 tháng 8 theo giờ địa phương, một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị nước cuốn trôi trong lúc lái xe băng qua suối tại bang này. Hãy kiểm tra ngôi nhà của các bạn và xem có khu vực sạt lở nào không. Hội đồng thành phố đã thiết lập các nơi trú ẩn tạm thời trên khắp Baja California. Chúng tôi sẵn sàng tiếp đón các bạn. Ngay trước khi đổ bộ vào Mỹ, bão Hilary đã suy yếu và được phân loại là bão nhiệt đới cấp 1 với vận tốc gió 140 km/h. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ khuyến cáo, cơn bão này nhiều khả năng vẫn tàn phá vùng Tây Nam đất nước vì mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng. Chúng tôi bố trí các bao cát ở đây để chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Dĩ nhiên, việc này cũng chỉ giảm bớt một số thiệt hại do nước gây ra mà thôi. Chúng tôi nhận được thông báo sáng nay và chúng tôi nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất. Tốt nhất là chúng tôi nên rời đi. Trước đó, hôm ngày 19 tháng 8, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với một vùng rộng lớn ở phía nam của bang để hỗ trợ các nỗ lực ứng phó với cơn bão có thể tàn khốc nhất từng tấn công California trong 84 năm qua.